Các bạn nào mà biết đến kênh tôi chắc chắn là cũng sẽ biết đến video tiêu diệt Haren, bắn gái xinh theo đuổi mình này. Nhưng mà cũng có một thể loại mà nó trái ngược với con game đấy, đó là Sim Slayer. Đây là game dành cho những ai ghét sim, dại gái như là: "Ôi em xinh thế, đi chơi không em?" Well, not anymore. Ôi cái gì đấy? Đông quá. Các bạn biết gì không? Trông hai thằng này chạy giống như là hai thằng BD, đúng hơn là hai thằng dạy gái. Và giờ là ba thằng BD. Cái gì đây? Cái gì đây? Điều như này cứ như How of Detention ấy, clip đỏ fantasy quá. Này thì vú em to quá, này thì mông em to quá, này thì em xinh quá. Sếp sếp cái con gì đây? Chạy đi mày, cái thằng chạy chạy đi con đéo gì đấy. Ôi dồi ôi, đây là mấy thằng xin bò vãi cả bêu. Tao come on, sexy lady, come on. Nhân danh Bedashoy, tao sẽ là người trừng trị những cái thằng xin bọn mày. Hãy cảm thấy sám hối đi. Cảm thấy sám hối đi. Từ từ hết đạn rồi. Cảm thấy sám hối đi. Please shoot it all over me. Oh daddy. Cái đéo. Đắt đi đâu ra đây? Mẹ. Game này How of Detention quá. What are you fucking gay? Hả? I'm not gay, you idiot. I'm not gay. Meanwhile, tôi BD. I'm a Sim Slayer, okay? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Mẹ, tôi nói thật. No! Fucking no! And furthermore, why? Shut the fuck up! I'm coming. Mày ra kệ mẹ mày chứ! Mắc chi mày phải nói là I'm coming! Mẹ cái con nào kêu đây! Có quá nhiều sound effect trong một con game này. Are you a virgin? Tao là một thằng con zin, được chưa? Xin lỗi được chưa? Còn Jin cũng là một cái tội à? Mẹ... ảo tới đây. Tao biết mày lái hết rồi. Mà mày lái hết rồi cái gì? Này thì em mày đái, tao ăn được ba bát. Này thì em mày ỉa, tao ăn được ba bát. Trông cái dáng chạy chán đéo chịu được. How can you be a sim when you're running like this? How? Look so gay. Thế đéo này có cả con gái trong này. Trong này là Sim Slayer mà. Tại sao lại có cả con gái trong này trời ơi. Tôi đến đây với một trách nhiệm cao cả là tiêu diệt những thằng Sim. Tại sao lại có cả con gái trong này thế đéo đâu. Ôi trời ơi. Mày này tay to quá. Kiếm bạn gái mày tay phải của mày to với cả bỉu đéo hiểu. Mày ở một mình hơi lâu ấy. To hơn là tay phải của tao. Mẹ. Này có con gái bên cạnh kia, có gái bên cạnh đằng sau mày kia, mày bị điên à? Mẹ đuổi nó tao làm đéo gì? Please shoot it all over me. Oh, daddy. Cái gì đấy? I'm gonna come. Oh my god. Tôi không thể nào tin nổi là tôi vừa nghe cái đoạn hội thoại vừa nãy. Please shoot it all over me. Oh, daddy. I'm gonna come. Chơi thì chơi, nói thì nói vậy được. Chứ tôi là chúa sim.